BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của một bạn trong team BB, đó là bạn Thu Hào. Và bọn mình muốn dành cho bạn Thu Hào một điều bất ngờ nên là đến sớm hơn. Và tớ nghĩ là đã sinh nhật là phải có bánh kem đúng không nào? Đúng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn hãy theo chân chúng mình đi đến tiệm bánh kem, chọn cho bạn Thu Hào một chiếc bánh kem đẹp nhất nha. Ok. Ở đây nhiều bánh đẹp đấy. À, và xem nhá. Ok. Mưa lắm nè. Chưa? Ra đây. Ok. Các bạn ơi, thế là chúng mình đã đến tiệm bánh rồi. Bây giờ vào xem bánh nhá. Chào chị ạ. Chào anh chị. Chị ơi, sao em xem kiểu bánh sinh nhật ạ? Vâng. Chọn đi bạn ơi. Uầy, nhiều mẫu đẹp quá. Bạn đứng kia nào? Màu hồng đây này, màu hồng rừng hoa. Nhưng mà màu hồng toàn hoa thôi nhỉ? Hoa. Có cái màu hoa bạn thợ ưng ấy. Vâng, để em ngắm xem ạ. Uầy, cái kia kia. Đại dương bao la. Có rùa này, có sao biển, có ếch này, cá heo. Mua cái đấy đi. Đẹp đấy. Mua cái đấy nhá. Được. Chắc là bạn Xuân Hồng cũng thích đấy. Có sao biển đấy. Chị ơi, cho em xem cái bánh này. Dạ vâng ạ. Chùa. Đẹp. Cái này nhá. Được, lấy cái này đi. Cho em cái này. Viết chữ giúp em nhé. Các bạn nghĩ xem là cái bánh đó bạn Thu Hào thích không? Mình muốn viết là chúc mừng sinh nhật bạn Thu Hào đúng không? Chúc bạn Thu Hào sinh nhật vui vẻ đi. Chúc bạn Thu Hào sinh nhật vui vẻ. Hằng ơi, ăn pizza không? À, pizza tí hon. Và hamburger à? Rất là nhiều. Chúc bạn Thu Hào sinh nhật vui vẻ. Ôi, mưa to thế. Vừa lúc nãy chưa mưa mà giờ đã mưa rồi. Làm nào rồi? Không có áo mưa nữa chứ. Đấy, lúc nãy thì lại đi gửi áo mưa chứ. Mình đi mua bánh kem cho Hào cho ông trời cảm động quá đấy mà. Thì là mưa rồi. Ai, có thêm xe rồi. Các bạn ơi, trời mưa rất là to, chúng mình không về được nên là bạn Tuyết phải đi mua áo mưa thôi. Tớ về rồi đây. Ôi, nhanh đấy. Mưa to quá, tớ mua cái áo mưa siêu xịn luôn. 10k một chiếc các bạn ạ. Đây. Có về là may rồi. Đây, có. Tớ chọn cái áo mưa màu sắc trang nhã cho bạn ấy. Hằng ơi, cái này là tay mà. Đâu đâu. Trời ơi. Đâu để tớ xem nào, hình như bạn mặc ngược á. Đây này. Đâu đâu, ở đây. Ôi giời ơi. Áo mưa chịu quá không biết mặc. Tự dưng lại chui đầu lên tay. Thảo nào mà chui mãi không ra. Chưa. Ok. Buộc cái dây này vào không là nó ướt áo đấy. À. Đây nữa. Bây giờ chưa có mũ này. Mũ. Đội cái này thôi. Bạn đội cho tớ. Bạn đội cho tớ. Đây nha. Thường nha. Về. What a sale. Thank you.
Trở lên nhá. Bánh này đẹp lắm đấy. Ôi, bánh to này thao mà ăn rồi. Từ đấy về vào đây bạn ơi. Các bạn nhìn này. Đấy. Bánh to quá. Cái này lại để chúng mình vào đây. Chúng mình có ghi chữ ở đây này. Chúc mừng sinh nhật. Kiểu gì bạn Dương Hà chả bất ngờ. Hai cái mũ này là cho bạn Hào với cả bạn Hùng. Cái đấy của bạn, bạn đội cái nào cũng được. Và đây là bạn ấy tuổi nè. Ngay cả nến cũng phải đẹp chứ. Tất nhiên rồi, ngày sinh nhật mà. Cái này là phong cách Biển Đông à? Đây, cắm ở đây. Mình cắm ở đây nè, mình sẽ cắm xung quanh một vòng tròn đi nhở. Okay. Vòng tròn. Okay. Bạn này, bạn không cắm cho tớ này. Cắm mấy cây đâu nhở? Nhìn đẹp đẹp là được. Thì tớ sẽ ăn cái con rùa này. Bạn nào nhận con ếch không? Đấy. Con ếch á? Tớ sẽ nhận này. Con cá heo. Nhưng viên đá này giống như thật đấy nhở? Bạn Hào đến rồi đấy. Đến rồi này. Bạn Hùng đưa đón bạn này đi. Ok. Mà tôi phải bắt nhá. Đúng rồi. Ôi, chuẩn bị đi bạn ơi. Bạn Hùng à? Ủa? Sao bạn lại bị bắt tớ vào? Bạn cứ đi về đi. Vào đây, vào đây. Đây, bạn cứ đi theo đây. Các bạn đang làm cái gì đấy? Đây, bạn bí đi vào. Mặt, bí mật, bí mật. Đi nào. Bạn ngồi xuống nha. Chuẩn bị nào. 1 2 3 cùng bất ngờ chưa? Bất ngờ không? Có. Bất ngờ lắm. Và cái mà cái bánh sinh nhật đẹp thế. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Thế bây giờ bạn cắt bánh đi. Cắt bánh nè. Đấy. Đây này, bạn cầm giúp mình. Cho một cái đĩa để vào đây nè. Mình nhá. Chúc bạn Hào sinh nhật vui vẻ. Cắt bánh đi. Cắt cái này á hả? Bạn cắt thành miếng này chưa không có. Ôi, đặt được bạn nói không? Ở đây có chú rùa nó đẹp lắm này. Cho tớ bạn sao biển nhá. Bạn sao biển này, rùa này. Ếch, bạn ếch này. Tớ sẽ nhận bạn cả heo. Heo à? Chưa. Đâu bạn nào ăn bạn rùa nào? À, bạn rùa kia. Ăn bạn rùa đi. Cẩn thận nha. Để cho bạn bạn rùa này. Ôi, đáng yêu lắm. Cảm ơn bạn nhé. Bạn này đáng yêu. Thế này làm sao mà đâu ăn. Ôi giời. Wow. Hai. Miếng bé thôi. Miếng bé à? Tớ thì miếng to nhá. Miếng to nhất đấy. Miếng to. Cho bạn Hùng miếng to này nhá. Cho tớ một con biển đi. Ôi. Bạn đang ngồi trong biển bé mất rồi. Đây đây sao biển đây. Để tớ hộ cho. Ôi. Này nha, tuyết sao biển đúng không? Thật nha, không chơi đây. Wow. Đây,
Mình đỡ giúp cháu. Ok. Đây, của bạn Tuyết đây. Tớ cảm ơn nhá. Đấy, sao biển của bạn đấy nhá. Như này, nhìn cái mắt của bạn Hà của bạn đấy. Chúng mình mới định ăn bánh kem ngon như thế này. À, tớ quên chúc nhở. Chúc Hào sinh nhật vui vẻ này, thêm một tuổi mới, nhiều sức khỏe và nhiều tiền. Cảm ơn. Cho nhân vật chính của chúng ta nha. Cảm ơn xin. Đấy, một cái không? Ok, cảm ơn. Rồi. Ố, thì chưa bạn nào nhận bạn X à? Chưa bạn nào nhận bạn X về đội của bạn mình à? Bạn nào nhận bạn X nhỉ? Của tớ, bạn có sao biển rồi. Đây, để tớ lấy cho bạn Lan bánh này. Wow. Để bạn rùa. Thơm quá các bạn ạ. Ngồi lên đây. Tớ chưa có phần. Tớ mời các bạn ăn nhá. Được chưa? Ăn một cái đĩa nào. Đây, 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 bạn đây. Bạn ăn đây. Tớ mời các bạn ăn nhá. À, tớ mời các bạn, tớ cũng ăn luôn đây. Đúng rồi đấy. Yeah. Tớ mời các bạn nha, mà sao? Tớ mời các bạn nhá. Tớ mời các bạn. Chú Hào ơi, tớ chúc bạn chú Hào sinh nhật vui vẻ này, mạnh khỏe này và thành công trong cuộc sống nhá. Mình cảm ơn bạn Hằng nha. Chú Hào, tớ chúc bạn giống như bạn Hằng. Thế thì tớ chúc bạn giống y hệt bạn Lan luôn. À, mời tất cả các bạn ăn bánh. Bánh ngon thật. Mùi thơm á. Nhưng có sao biển lại yêu thế. Nhưng mà tớ bảo này, bạn sao biển này có ăn được không nhỉ? Bạn thử ra. Tại vì tôi thấy hơi cứng cứng quá. Thật á? À? Ăn thử là biết. Hay là... Gai sao đấy. Hay là sao biển thật. Làm gì có. Chắc bằng sô-cô-la đấy. Mà sao biển thật thì chắc là chỉ để trang trí thôi. Hào ơi, bạn thấy đẹp không? Có đấy, nhưng mà bạn nào chọn cái bánh đẹp đấy. Tớ với bạn Tuyết đấy. Thế bạn chọn hay là bạn Tuyết chọn? Cả hai chúng tớ luôn. Hai bạn thật là khéo. Để tớ thử cắn bạn rùa này xem nhé, có ăn không? Gai răng rồi. Có, ăn được. Sô cô la. Wow. Ngon lắm. Cái này là bánh quy. Bánh quy không phải sô cô la. Không phải sô cô la. Thảo nào thì cứng mà. Trời ơi, may quá không gãy răng. Ngon quá các bạn. Con chú Hào ơi, tớ bảo này, tớ hôm nay sinh nhật bạn đấy. Chúng mình có đi chơi đâu không? Đúng rồi đấy. Rồi, tớ ăn thêm miếng bánh. Tớ sẽ cho các bạn một điều bất ngờ. Wow. Tớ ăn hết rồi, có bất ngờ đấy. Ủa, bạn nhanh vậy. Tớ ăn được bao nhiêu đâu. Hôm nay cũng là nhân ngày sinh nhật của tớ. Và các bạn mua cho tớ một cái bánh sinh nhật thật là tuyệt vời. Đẹp. Cho nên hôm nay tớ sẽ mời các bạn đi xem phim. Các bạn đã thích không? Thích. Có. Rồi. Các bạn ơi, như thế này tớ thích là tháng nào cũng có sinh nhật của bạn Chu Hào. Chúng mình để đi xem phim chứ. Ok, thì mình ăn xong cái bánh mình sẽ đi xem phim nha. Ăn nhanh còn đi nào. Xem phim nha. Ăn bỏng thoải mái luôn. Tớ mua rất nhiều bánh luôn ăn nhá. Tớ ăn bánh. Tớ ăn càng ăn lại càng thấy nhiều các bạn. Tớ sẽ ăn con cải heo nhá. Các bạn cũng ăn bánh miếng to này. Bạn thích ăn miếng to mà. Tớ ăn cải heo á. Đúng là tâm hồn ăn đúng. Lúc nãy bọn tớ chưa đi mua bánh về á. Bạn Hùng đã bảo là mua cái bánh to to nhá. Nhìn bạn ấy màu mỡ thì nhiêu thế là biết rồi đấy. Bạn ấy là mi nho nhất đội mình đấy. Bạn ăn, bạn Hùng ăn hết hai miếng này đi. Bạn Tuyết bạn Hằng nữa. Trời ơi, chúng mình ăn mà nhưng mà nhiều quá. Tớ thấy no rồi. Nếu mà không ăn hết thì mình bỏ tủ chưa mình ăn tiếp. Đúng rồi. Đây, ăn hết miếng này chúng mình đi xem phim nha. Hết chưa? Bạn hết chưa? Bạn nhanh thế. Ai bảo bạn Lan lấy miếng cho to vào. Tớ có lấy đâu, bạn Hoa Hào kìa. Tớ quý bạn nên tớ mới lấy cho bạn miếng to mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Tớ. Bạn muốn tớ đăng ký thì có. Tớ ăn thấy ngon quá. Tớ ăn nên được gì tớ chẳng nói được gì. Nhưng mà tớ ăn xong rồi. Bạn sao biển này quá, tôi không muốn cắn bạn ấy đâu. Thế thì bạn để vào đây đi. Giờ cũng xong rồi. Tôi sẽ để mình đây bỏ vào tủ, chiều mình ăn tiếp. Nhanh lên nào. Ăn xong rồi. Đợi tôi quá. Hai bạn cố lên. Chỗ này không ai ăn được nữa à? Tôi no rồi. Mình bỏ vào tủ, chiều nay mình ăn. Ok. Cố lên, cố lên.
Ui dồi ôi, ăn từ từ thôi. Đúng rồi. Còn buồn nữa này. Người ta ăn nhẹ nhàng từ tốn như kiểu quý tộc thôi chứ các bạn cũng ăn rồi như bạn Hùng ăn 2-3 miếng một lần luôn. Biết đâu các bạn đi trước tới sao? Đợi nhá. Bạn ăn đi nhá. Không được bỏ phí đâu. Rồi. Bạn ăn phải hết nhá. Ô, cắn bánh to. Nhưng mà tớ thấy bạn Lan vừa ăn một cái miếng bánh rất là to rồi. Với cả bạn rùa này, bạn cũng béo lắm đấy. Bạn ăn làm sao hết được, còn béo hơn cả bạn Hằng ấy. Vậy thì để bạn rùa đây đi. Để đây đi, bạn để chiều để bạn về tớ ăn tiếp. Rồi, được. Để đây. Không ai canh của bạn đâu mà lo. Rồi, bây giờ cắn vào anh. Ai cả. Bây giờ tớ sẽ mời các bạn đi xem phim nha. Ok. Yeah. Thích quá. Các bạn ơi, để là chúng mình được đi xem phim rồi. Ok, bây giờ chúng mình đi xem phim đây các bạn ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.